đang uống rồi cả nhà. Mấy bé cua đang uống rồi nha. Đây là chén nước chấm thằng Sánh nha. Đây, cua luộc sữa. Anh xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh anh Ngư Phủ nha. Hôm nay lại là một tiết mục ẩm thực. Hồi nãy thì tính em cũng tính đi ra ngoài ruộng để mà mình quay cho cái cảnh nó đẹp với lại cho nó thoải mái nha. Ở trong đây thì nghe cái tiếng yến nó hơi ồn, tại vì cái nhà yến lúc nào nó cũng có mở cái lo nó ồn lắm cả nha. Đây, trời đang mưa lâm râm luôn nha. Hồi nãy thì em cũng tính ra ruộng rồi. Nhưng mà em sẽ đợi tí xíu nữa rồi còn mưa nữa không? Đây. Đó. Đang lâm râm luôn nè. Em có mua được mấy ký cua nè. Đây, hôm nay em sẽ làm ẩm thực hết trơn nhiêu đây cua luôn nha. Cả nhà thấy nhiều không? Chỉ có 2 ký cua mà bao nhiêu đây nè cả nhà. Thì nãy em mới vừa mua như đây là 300 ngàn nha. Rất là nhiều luôn nha, 10 tới 11 con luôn. Mà con thì nó cũng không được bự, có nhỏ vậy nè. Đó. Cái nhà biết hôm nay em sẽ làm gì không? Thì em sẽ cho cua nó uống sữa nha. Cho nó uống sữa với coca. Đây, em có chuẩn bị sẵn coca nè. Rồi với sữa này sữa không đường nha, mình sẽ ngâm con cua nó uống vô rồi mình sẽ đem đi luộc coi cái hương vị nó sẽ như thế nào nha. Em sẽ bắt từng con vô đây. Bây giờ mình ngâm cho nó con cua nó uống nước cho đi cả nhà, cho nó uống hơi lâu lâu đi. Một con, hai con, nói chung thì một son này chắc phải em để ba con đó, son này thì ba con nữa. Con này đi, con bự bự đi cho nó vừa cái son đó. Nghe thấy không? Bây giờ em sẽ đẩy lại rồi em sẽ chế một bên sữa tươi, một bên là coca nha. Rồi ngâm khoảng tầm nửa tiếng hoặc là 1 tiếng cho con cua nó uống cái sữa tươi với coca vô trong á. Rồi mình đem đi đem mình luộc á, thử coi nó sẽ như thế nào nha. Một cái đây, chế cho ngập cua luôn nha. Đây, mình sẽ chế coca vô trước nha. Cho nó uống bia ha. Cho nó uống coca. Uống coca cola. Rồi cho chế gì đi ba, cho ngập luôn đi. Rồi, chế uống là nó say luôn á. Chung là có gì ngọt ngọt chứ nó thèm. Luộc luôn hả? Tại gì? Rồi hồi gặp ở đây. Rồi đây mẹ mới lo sữa vô mà. Sữa gì dở vậy? Cháy được rồi anh ơi. Nói chung thì em cũng có lướt thấy trên mạng mình dùng thử như thế nào. Cho sữa tươi không đường vậy luôn nha. Cho con cua nó uống vô thử coi nó khi luộc mà ăn lên nó béo không nha. À, kêu lạ quá. Cha nhìn chết hết chấm ăn rồi kìa. Bỏ vô con nó được không ta? Được. Cha bỏ vô thêm con đây nữa cha, là có cái hồi 4 con bỏ vô son dễ luộc hơn. Bỏ vô đây con đi cha. Đây, mình sẽ cho 4 con luôn đi. Gì nó sẽ không uống được ta? Không được chơi. Nó không uống được rồi. Giờ mình ngập nó mới uống được. Đó. Đây. Còn mấy con cua này mình sẽ luộc cái kiểu mà nước dừa bình thường để xem thử ăn cái hương vị cái con cua nào nó sẽ ngon hơn nha. Cả nhà. Nhìn đang uống rồi cả nhà. Mấy bé cua đang uống rồi nha. Để uống cho nó béo béo vô đi nha. Quá uống rồi. Đây cũng đang uống luôn nha. Quá trời
đây. Giờ em sẽ bật lên và em luộc nha. Hai con. Ok. Bên đây là coca. Bên đây là sữa tươi. Coca giờ nó mắc màu chứ này. Ừ. Còn đây toàn ba cái màu quá chắc không. Thì đây là chén nước chấm thằn sánh nha. Muối ớt chanh. Đó. Quá tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đây. Giờ đã ra thành quả từng món. Cua này là cua luộc sữa nè. Đó, cho nó uống sữa rồi cho nó ngon rồi mình luộc nó lên. Đây, con cua này luộc thường này nha. Con cua này luộc với coca. Đó, giờ nguyên cái mâm này nè. Quá tuyệt vời. Đây ra ruộng nữa nha. Ôi trời ơi, cho con trai quay cả nhà ơi. Nói chung là nãy trời mưa ở đây cũng còn đất còn ướt nữa nè. Nó quay bữa nào bị mưa hết chưa? Đây, bữa nay em với cha em lại tiếp tục xử lý chính con cua này. Chào cả nhà nha. Đó, coi bây giờ mời cả nhà nhập tiệc á. Nói chung bây giờ cũng khá là lâu rồi đó. Quá tuyệt vời. Giờ cho thưởng thức thử con cua sữa trước đây cha. Dạ. Đó, cầm con ra luôn. Thưởng thức rồi ăn nó như thế nào. Cua này cũng ngon nè. Ngon kìa. Rồi, cua này cũng được rồi. Nó cũng rửa hay quá em. Đó. Rồi, vô đây, hai cho con vô đây. Rồi, bây giờ em với cha em xin mời cô chú anh chị thưởng thức món cua luộc sữa trước. Luộc sữa không được. Đây. Đây là cua luộc sữa nha. Cua này thì ăn cua đực nha cả nhà. Đây, không được cua ấm vuông nữa, cua đực. Cái con nước này nó không có ấm vuông. Thấy nãy trong đó nhiều lắm mà nó không có ấm vuông. Ít con. Chắc không? Thơm quá à. Dạ. Chưa thấy gì mà thấy nó cái mùi nó rất là thơm luôn rồi đó. Cực kỳ thơm luôn. Trong càng là chắc không thấm vô tới càng. Chứ không thấm, chứ thấm vô thịt quá, nuốt vô thịt nữa. Thấm vô thịt đấy. Thơm. Thấm vô trong này thơm quá trời thơm luôn. Cho cha con cái muỗng nha cha. Đưa muỗng kìa. Đó. Em sẽ ăn cái nước gạch của nó. Chắc nó đóng sữa vô đây luôn. Mời cả nhà nha. Rồi. Kiểu nó thơm thơm. Cái thịt nó thơm lắm, nó không có vụ kia. Nó ngọt không? Nó vẫn ngọt. Hai đứa con hết 9 cái không? 9 con không? Chắc hết mà. Cua nhỏ. Cái càng thì ăn lâu thôi, càng còn thịt thì ăn mau lắm. Nó là con nó như thế nào? Có gạch luôn hả? Có gạch luôn hả? Kiểu như gạch giá vậy. Nó chắc quá đó. Cua này tuy nhỏ nhưng mà thịt nó chắc nè. Chắc thịt. Chung nhiều đó mua ha. 300.000 là con đâu tới 30.000 á, tới 12 con, 11 con. 11. Con gần 30.000 con. Ừ, gần 30.000 con.
nó quay là cái mình già của mình đặt có hết trơn, đặt hai bữa là có 9-10 con. Nhà có vuông nuôi cua nhưng mà mình phải mua nghe cả nhà. Mua đó cả nhà. Tại vì cái vuông nuôi chỉ là tượng trưng thôi chứ không phải cua chứ. Càng trở lại. Rất là cho cha, có gì càng cái gì về nhà ăn sao rồi. Ăn lâu lắm. Ăn có hù luôn. Hai con ăn chậm mà. Cũng thơm, cũng ngọt. Đây, cua luộc sữa. Chấm thằng Thánh. Đọc chỉnh cho. Thôi men này dữ lắm, độc lắm mà. Sáng quá ha. Ngồi ngược gì mà sáng đẹp nè. Lạnh ăn sao rồi? Thế nào ngon không? Chim gu biết ngon rồi đó. Không mời cả nhà đâu. Cô chú anh chị. Ngoe để ăn sao rồi cả nhà. Mình thưởng thức từ từ, mình review từ cái coi thử rồi. Bỏ ngoe vô đây nè. Luộc ba loại là cái loại nào nó ngon hơn nha. Giờ tới chuẩn bị ăn tới con cua mà luộc bằng coca thôi như thế nào. Đây. Hình như là luộc với coca cái màu nó khác hơn. Cái màu nó đậm hơn. Cái màu nó đỏ. Đây là cái màu đậm hơn nha. Kiểu như mình ngâm vô trong đây mà rồi nó nhả ba cái chất dơ ở trong người nó ra. Cái nó uống nó vô. Mà nếu mà ngâm với sữa là ngon. Ngâm với sữa. Để xem thử coca này nó cái mùi nó làm sao nè. Cô có thấm vô tới trong không? Hay coca nó bọng. Em sẽ phui ra. Wow, này có gạch. Ngon hơn ha. Mời cả nhà nha. Con này thấy nó đen quá mà nó sao nó nó cũng không có mùi, ăn nó cũng không có mùi, nó cũng bình thường vậy. Con luộc sữa có luộc sữa thì nó có thơm, mùi sữa thấm vô thịt nó ngon. Luộc sữa thì mà luộc với coca thì thấy nó không có mùi chứ. Bình thường. Chứ bình thường. À? Nào giờ có ai luộc coca chưa? À, có. Cái luộc giá sĩ mà con luộc coca. Cái gì thôi vậy? Coca giá sĩ uống trong thịt gì? Ăn giao cho nó có chắc. Ăn vào tay đâu có cần cái này ha. Nước muối nữa ngon. Trời, nghĩ về suy nghĩ dữ rồi. Còn nguyên cái gì đó, còn dài nguyên cái vỏ đó. Thiếu giòn xi là ăn hết, có ăn xi. Vỏ dịch kìa cái vỏ này không? Cái này không mà. Vỏ này nè. Thịt em... nó rất cũng ngọt nha. Cũng ngọt nhưng mà kiểu như mình nó hơi hết mùi rồi, luộc vô nó hết mùi rồi. Hay là mình ngâm chưa tới hay sao không biết nha. Không. Kiểu như cái thời gian video nó lâu. Kiểu như em muốn làm món này là tại vì cũng ở trên mạng thì nó cũng xuất hiện rất là nhiều nên em muốn trải nghiệm thử như thế nào. Hai con mà ngượng ký hết à? Hết. Cua mà.
chứ có thịt đâu, thịt ký không hết chứ cua ăn hết. Bữa ăn ký là cứng xương. Dạ. Ừ. Ăn ký này ăn cứng xương. Con ngai nguyên vỏ luôn. Ừ, nha được mà. Vỏ nó mềm. Biến cá thịt quá cả nhà. Ủa cá gì mà nó quẩn quẩn vậy ta? Giờ lại quẩn quẩn nó hoài đó. Ăn thì hết bình thường đó mà lâu không? Cái con này coi. Đó, luộc thường. Bánh vậy tới ăn cua luộc thường nha. Cua nó bọng nó quạnh. Bọng hả? Ừ. Thì nó nhỏ hả? Ừ, nó nhỏ đó nó đặc. Rồi sao mà nó bị điếc. Chặt ra không có miếng nước nào cho nên nó luộc không luôn. Thấy chưa? Tao nhìn tao không biết rồi đừng nói chi tỏ. Không cho ăn là lại bóp bóp rồi. Hả? Không cho ăn là lại bóp bóp ổng luôn. Lưỡi chắc ăn lắm chưa. Cua gì ngon rồi. Ừ. 300 ngàn mà nhiêu đây ăn ngon. Đi chờ quán tiệc chắc cũng mấy triệu. Tiệc mắc lắm. Cua chợ mắc lắm. Chung vô nhà hàng cũng mắc. Ừ. Chứ ta tiền nhân viên rồi mặt bằng rồi đầy đủ, nhân điện nước rồi lắm chứ. Ừ, ta tiếp cũng... cho mấy người ăn nữa. Bán thì sao mà cái bằng cái giá mình mua thì sao được. Tại vì... nói chung là mình muốn rẻ thì mình về nhà mình ăn thôi. Cái đó đâu ép ta được. Tay ăn cua bỏ càng ăn mình không trời mình tay ăn cua bỏ càng chứ sao ta mình tay ăn cua bỏ càng thôi anh lạnh bữa nay dữ ha ăn một đống càng càng ăn sao nổi càng hồi vô mình trộn cơm ăn nha cả nhà ăn không kịp thời gian đó em nhai nguyên vỏ luôn rồi nha chung là thời bữa giờ kinh tế cũng khó khăn nha cả nhà ăn cua nhai nguyên vỏ rồi bỏ ổn quá bỏ nó không phí cua gần cua gần luộc rồi đó mà ngọt lắm nha chung cua nhai ngọt cho chắc nha cua chắc ngọt ngon cua chắc nói chung là 300 ngàn là đáng đồng tiền luôn á 300 ngàn rẻ mà chín con sao chia ta là ăn con quá chưa con hả người nữa con người nữa con chứ sao chia vậy dễ chia mà khoan trời đất là ngon con nữa kìa trong đó nữa đây ăn hết đó đi bộ nãy giờ em ăn ba loại á em cảm nhận là con cua sữa thì nó sẽ ngon hơn luộc không với luộc coca nha. Tại vì con cua mà luộc sữa nó thơm lắm nha cả nhà. Rất là thơm luôn. À, giờ này còn thơm nè. Mà mình luộc bằng sữa tươi không đường nha. Tưởng mà sữa tươi có đường chắc con cua nó ngọt dữ lắm luôn á. Này cho anh nữa con này đi cho. Bé rồi. Dạ. Thì đẩy nó đi. Chia ngửi con đi còn ngồi ngửi con đây. Sữa đi rồi. Ngửi con sữa đây. Ngửi con, hồi ngửi con dễ chia. Sữa ngon nè. Này chắc nó thấm vô dữ luôn nè. Thơm, béo. Này mình ngâm chưa tới. Ngâm chưa tới. Sáng ghê chà. Đang nó dội ánh sáng dữ lắm luôn á. Góc quay lý tưởng. Đủ không? Đủ nước mắm chấm không? Con nè. Đủ. 19 phút 36 giây. 57 giây. Đó. Lâu hơn gà. Cua mà. Cua ăn lâu hơn. Chung trong thời gian mà ở nhà cũng hơi lâu quá nha.
cả nhà có cái món nào mà độc độc mà lạ lạ mà cảm thấy ăn ngon á, cả nhà bình luận bên dưới nha, để em biết đường em làm ăn thử. Thì trên bờ cũng vậy hả? Cua, không phải cá nướng. Có nhiêu càng nè. Còn lấy nhiêu càng, hai con cắn càng thử hai người hai càng đi. Nguyên một mâm càng luôn. Ăn thử cái càng nó chắc không cho. Ừ. Càng cắn nổi không được. Sao không nổi mềm mà. Thơm nè, sạch sữa. Ừ, cũng mềm mà. Cứng quá nào. Sao này. Mình ăn bằng bao tay nó ăn cạn hay khó nè. Nói chung là cua thịt chắc nha cả nhà, cái cạn thịt rất là chắc luôn. Có lẽ là ăn cái này nữa mình kết thúc video là vừa luôn. Nhỏ nhỏ mà thịt sao mà gần nữa tiếng. Tráng miệng thêm một miếng lá cây nữa. Đổ nước mắm qua hết đi con, chấm qua hết đi. Chấm nước uống. Truyền nước qua cho cha kìa. Nói chung là nãy giờ cũng đã xong một cái mâm cua. Cứ cây lạnh. Nói chung là ăn không hết nha. Còn tại vì cái càng ăn rất là lâu. Nếu mà ăn nữa thì cái video rất là dài luôn. Còn phần càng rồi với ngoe này dưới nữa chổng mình sẽ lấy thịt cho mình chan cơm mình ăn đó nha. Cua mà mình trộn với cơm trắng á, rồi cái mình rứa miếng nước mắm thật là ngon nha. Nước mắm mà loại nước mắm nhỉ á, cho em bỏ miếng ớt cay cay ăn là sạch tô luôn. Chả thấy con cua nào ngon. Đây ăn ba loại. Cái luộc sữa thì nó hơi ngon mấy con kia rồi. Vậy là em cũng cảm thấy như vậy đó cả nhà. Tại vì con cua mà mình luộc với sữa giống như là nó uống rất là nhiều luôn nha. Giống như nó trao đổi chất ở bên trong con cua, giống như nó nhả những chất dơ ở trong người nó ra, rồi xong nó uống nước sữa vô. Làm cho con cua nó rất là thơm nha. Khi mà mình luộc luôn cái mùi nó cũng thơm nữa. Nãy ngâm vô chắc mà ăn thì nó có cái vị mà thơm của sữa ăn rất là ngon. Cả nhà nếu mà có luộc ăn thì mình nên có thể là mình nên ngâm con cua với sữa tươi nha, sữa tươi không đường á, rồi mình trước khi mình chế biến thì con cua nó rất là ngon. Còn em thấy ngâm vô coca ăn nó không có mùi vị chứ, ăn kiểu như là con cua bình luộc bình thường vậy. Thôi thì em cũng có đôi lời về cái món cua mà tắm sữa như thế thôi. Em có lẽ em xin kết thúc video để mà vô trong dọn dẹp này kia nữa cả nhà. Em xin chào cả nhà luôn nha. Cả nhà thấy sáng vậy thôi chứ giờ này cũng khoảng tầm 6 giờ chiều đó. Trời rất là tối luôn, tại vì đang chiếu cái ánh sáng mà nó ngược lại nên cái máy quay nó quay nó được sáng nha. Thôi em cũng xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã dành những thời gian quý báu của mình để xem hết video. Em xin chúc cho cả nhà có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong sống luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của em.